Các bà biết sao hôm nay tôi phải live stream không mấy bà? Các bà làm chứng cho tôi, bấm comment giùm tôi cái làm chứng hộ tôi cái. Đấu má lần đầu tiên trong cuộc đời. Lần đầu tiên trong cuộc đời hai thùng hàng sang. Nha. Hai thùng hàng sang và tôi đã biết. Tôi đã biết là tôi đã bị bắt hàng này. Đấy đi buôn này, đây nhá, thùng hàng này đáng như thùng hàng này phải 23 cân này. Đây nhá, là phải quay cái live stream này để cho cái người bên vận chuyển nhìn thấy này. Nó đã dán lại và nó đã móc hàng ha. Đây mấy bà dòm chúng tôi. Tôi đã bị tôi đóng một thùng hàng là một thùng hàng bánh trung thu sang và các chị ơi, các chị thông cảm giùm em rồi, nhịn rồi. Tuần này một bánh trung thu rồi các chị. Cái thùng này sang mà đã bị bắt rồi. Bị bắt hàng nên là đáng lẽ ra là em sẽ phải giao hàng bánh trung thu cho chị từ hôm thứ sáu, mà thứ sáu nó không giao hàng là em đã thấy có biến rồi đó. Open for US customer gì đây thì là nó đã giam thùng hàng của mình và nó đã, lần trước cũng bị vậy, lần trước thùng lạp xưởng cũng bị vậy các chị. Thế là hôm nay là cái ngày mà tại sao em hay live stream khui hàng, bởi vì là tránh trường hợp là nói rằng là mình nhận được hàng xong mình lại nói rằng là mình không nhận được, các chị hiểu không? Đấy nên là đây thùng hàng bây giờ các bạn nhìn thấy đấy, đi buôn mà sẽ có lúc này lúc kia, nhưng mà quả này là toang rồi đó. Lần này là bị bắt nguyên thùng hàng nha các chị, bắt nguyên thùng hàng luôn, và cái thùng này là cái thùng không, tại vì thùng này không có gì bên trong cả, có nghĩa đây là thùng bánh trung thu. Nó bắt cái thùng hàng của mình. Lần trước cái thùng hàng nó có 10 cái hộp thuốc 7 màu mua cho chị khách bên này. Nó cũng bắt lại. Đó, nó cũng bắt lại làm hàng bao nhiêu thủ tục. Đó thôi mấy bạn. Các bạn thông cảm cho em này. Thì đấy, bây giờ cái thùng hàng nó sang như thế này nhưng mà nó không có bánh. Có nghĩa em bị bắt toàn bộ bánh trung thu. Đó, đi buôn các bạn tưởng à. Đi buôn mà có ngày này ngày kia, không phải ăn được hết không vỡ nợ. Đâu phải chuyến buôn nào nó cũng chốt lọt đây. Đây nha. Đây là quay clip này để cho nhân viên ở nhà làm việc cái vận chuyển này. Đây, thùng này. Thùng này của em gồm cái gì đây? Destruction. Destruction nghĩa là gì? Destruction tiếng Anh nghĩa là gì? Có nghĩa nó đưa cho mình một tờ giấy. Destruction. Destruction tiếng Anh là gì? Destruction. Destruction toàn. Và chắc chắn trong thùng này là mấy cái đèn trung thu. Nó đã tịch thu cái đó, nó để cái thùng không cho mình. Và thôi xong. Và thôi xong cái đống hàng này. Trong này chắc chắn sẽ là hai hộp đá me. Đó. Nó sẽ bắt hàng của mình các bạn. Đấy, có lần em bị bắt mấy thùng lạp xưởng đấy chứ, chị tưởng à. Không phải lúc nào mình cũng suôn sẻ trong câu chuyện là đóng hàng đâu mấy chị. Đó. Bánh trung thu à, nó có nhân trứng muối này. Nó có nhân thịt này. Đó. Đây nha. Đó. Đó. À, tại sao các bạn, nhiều người có bảo là sao mà nhận hàng cũng live stream, bởi vì phải live stream để cho vận chuyển mua nó cãi nhau, các bạn hiểu không? Nó cãi nhau, nó kêu là mình nhận được hàng này thì kia đây. Bây giờ đang là 3:30 chiều, 3:30 chiều tiểu bang của em là em mới thùng hàng này mới đến. Đó, thùng hàng này mới đến. Nó
Thôi toang các bà. Đấy các bà tưởng là đi buôn mà dễ à? Đi buôn mà dễ ăn à? Lời ăn lỗ chịu. Thế này là thôi, mấy chục đơn bánh trung thu là toang rồi, ra biển rồi. Đấy, nó gửi lại cho tôi đây nhá, các chị thông cảm này. Em có gửi sang cả những cái túi bánh trung thu cho các chị mấy chục. Đấy, nó gửi, đấy nó tịch thu hết bánh trung thu. Đấy, nó tịch thu hết bánh trung thu Như Lan. Đó, tịch thu hết. Ok chưa? Các bà thấy ok chưa? Đấy, mời các bà dòm dùm. Đó. Còn mỗi cái đống đèn trung thu của các con thôi. Còn mỗi đèn trung thu các bà. Thôi toàn. Nó còn vứt mẹ là cái này của tôi. Đứt mẹ đâu rồi? Đó. Đèn của tôi vứt mẹ đâu rồi các bà? Các bà tưởng à? Đấy, tôi biết ngay mà. Còn hai hộp me, nó rạch cả hộp me này mấy bà. Nó rạch cả hộp me, cả hộp xấu ra. Đấy, làm gì còn gì. Tất cả 100 mấy chục cái bánh trung thu. Tạch. Thôi các chị ơi, các chị thông cảm giùm em. Đấy, nếu như mà như này bảo rằng là mình lừa khách không có đúng nha. Mua hết. Mua hết rồi nhưng mà đấy, lô hàng này tự dưng nó bận. Nô hàng này tự dưng nó bắt. Đấy, đi buôn đấy các bà. Đi buôn, nó là như vậy. Đó. Túi bánh trung thu Như Lan của tôi vẫn ngồi đây. Nhưng mà bị bắt hết rồi. Thế thôi. Hôm nay tôi không đóng được hàng bánh trung thu cho khách. Các bà hết sức thông cảm. Đó. Các bà thông cảm giùm em nha. Giờ là toang rồi. Đó, đây còn hai hộp đá mai, hai hộp nước xấu, ba Jessica Light. Bảo có mua thành chuyển sang cái gì không? Toang rồi các bà. Đó. Toang. Toang. Từng đây đơn bánh trung thu không đóng được đơn nào luôn. Còn mỗi hai hộp nước xấu, hai hộp nước me. Toang rồi. Đó mấy bà. Các bà tưởng à, đi buôn mà dễ à? Tất cả những đơn này đều bánh trung thu. Khách hàng đang chờ để ăn trung thu. Giờ biết làm sao trời. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai. 12 đơn khách bánh trung thu. Chị My Nguyễn, chị Hân Hân Hoàng, chị Na Trương, chị Evelyn Nguyễn, chị Thủy Lê 997, chị Hương Hồ, chị Jessica Lai, chị Hollywood BVL, chị này chị nào đây, chị Thi Trần, chị Phương Trần, chị Lê Trần, chị Leng Trần, Toang. Ôi giời ơi, Lam Ân ơi, đồ khổ tao ghê vậy đó. Tao 12 đơn bánh trung thu, tao có bán được đơn nào đâu, bị bắt hàng rồi. Nó bắt nguyên cái thùng bánh trung thu, nó giả lại tao có hộp không rồi. Bọn lồn này, nó bắt sạch hàng, giả cái hộp không, đéo hiểu nó ấy làm gì, nó bắt con mẹ nó luôn đi. Đấy, các bà đi buôn mà tưởng dễ à? Các bà đi mua mà tưởng dễ à? Đấy, ngồi đã. Sáng thì đóng đơn cá rồi. Tại vì thấy nó ở trên hệ thống vẫn chưa gửi bánh trung thu. Đã bảo là thấy nó chậm 1 ngày, 2 ngày là đã biết có biến rồi. Hôm trước cũng vậy. Hôm trước thùng lạp xưởng của tôi cũng vậy. Đấy, tự dưng là khó khăn vậy đó. Bình thường đã gửi đây lạp xưởng đấy các bà. Đấy, tôi hỏi các bà nhé. Đây, lạp xưởng là đã rất khó. Đây, và tôi tuần trước tôi sang được hẳn một thùng đây. Thấy không? Lạp xưởng lúc trước sang được một thùng này. Được hẳn một thùng là 100 mấy chục gói này. Đó, lạp xưởng là cái rất khó. Lạp xưởng là toàn thịt. Là thịt 100%. Mà đấy, nó bắt con rồi. Trời ơi, anh Hoàng ơi, bị
mới cứu chị coi, chị ngất xỉu rồi, chị tăng sống rồi em ơi. Ôi Ân Ân Hoàng ơi, cứu chị em ơi. Các chị em ở Mỹ ơi, cứu em. Trời Ơi. ơi, quả báo chị rồi em ơi. Ôi trời ơi, tiền vào mồm rồi. Tiền nó vào mồm rồi, đã mua hết gà ủ muối để nấu nhậu rồi em ơi. Mà bây giờ nó bắt hết rồi em ơi, muộn màng còn gì đâu. Ôi trời ơi, sang đến Mỹ rồi mà vẫn có thiên tai bạo loạn thế này. Ôi trời ơi, đã đóng phí rồi, đã đóng cái phí đen phí đỏ, vậy mà vẫn bắt hết hàng của em. Ôi rồi ơi, bánh trung thu tùng dính 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 của em. Ôi khách ơi, rồi ơi khách của em ơi, nó chỉ giả lại cho em ấy cái túi ly lông này thôi. Em đang nghi rồi, đang ấy thứ sáu em mới gửi được hàng cho các chị rồi. Vậy mà giờ này bánh đâu mà lại chỉ còn là ly lông túi bông. Ôi trời ơi, 13 khách mua bánh trung thu của em đã phải nhịn ăn rồi. Ôi trời ơi, lô trước thì quá, lô sau thì mất. Ôi trời ơi, Trang ơi, cảnh này mày đi homeless luôn rồi Trang ơi. Ôi trời ơi, 13 chị khách hàng của em. Trời ơi, các chị ơi, giờ này em còn tùng dinh 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 cái gì. Nó giả lại cho em mấy cái này này các chị ơi. Ôi trời ơi, Ân Ân Hoàng ơi, trời ơi em ơi. Nó giả lại cho chị những cái đèn trung thu thì còn nghĩa lý gì, khi mà bánh trung thu nó vứt mẹ nó rồi. Ôi Trang ơi, buôn man gì tầm này. Trời ơi, cái cần lấy thì nó lại vứt mẹ nó đi rồi, nó đưa lại với cái vỏ này em nhá, làm sao. Ôi rồi ôi, thèm giò dãi bánh trung thu ra mà bây giờ thì chết mẹ rồi, em cũng đéo có mà ăn nữa chị ơi. Ôi rồi ơi các chị ơi, những chị nào mua bánh trung thu nhắn lại dùng em, chắc là em lại tiền vào mồm mà phải rời xa các chị ạ. À, tiền vào mồm mà phải rời xa, hay thôi mấy chị gái của em ơi, đây này các chị nhìn này, nó giả là em thế này này mấy chị. Ồ mẹ, nó giả là em cái thùng không, nó giả làm cái quần què gì, nó tính em mấy chục đồng tiền ship vào đây nữa. Vừa nhận được email nó trừ thêm tiền của mình các bác à. Ôi rồi ôi, khổ quá đi, buôn bán gì tầm này mấy chị ơi. Thôi các chị ơi, các chị ơi, rồi ơi, Bill biết nó dán hết rồi, label em dán hết từng đây từ đơn bánh trung thu chiều nay. Ôi các chị ơi, cuộc đời nó là những vì sao sáng, em cố quá mà Trang ơi. Rồi ôi, nhưng mà biết sao không, cái tiền cái bánh trung thu ấy nó lỗ thì nó sẽ không bị lỗ nặng bằng cái con này. Các chị biết không, em sang 100 gói lạp xưởng tuần trước em vẫn đi được các chị ạ. Ôi giời ơi, em bị rớt cái gì nữa, lạp xưởng em sang được các chị hiểu không, mà sao bánh trung thu mình đã trá hình trong cái vỏ rồi mà vẫn bị bắt ra trời. Ôi em chết đây các chị ơi, em chết đây, em chết đây. Rồi ơi, lạp xưởng của em thì qua được đây này, lạp xưởng thì qua được. Úi giời ơi, cái gì đây Trang ơi. Thôi đi về đắp chăn gọi điện cho khách thôi, biết làm sao bây giờ mấy bác ơi. Các bác bảo em phải làm sao bây giờ. Mẹ, lạp xưởng thì qua được mà bánh trung thu thì nó bắt tôi rồi. Ôi, em tôi rối loạn tiền đình rồi. Em rối loạn tiền đình rồi chị ơi, rối loạn tiền đình. Chết em rồi các chị ơi, chết em rồi. Giờ em phải gọi điện cho các chị khách của em để báo các chị hung tin.
Giờ này gửi sang cũng đâu có kịp để ăn trung thu các chị. Tại vì hôm nay em gửi các chị mà ăn kịp ăn trung thu. Hôm nay em gửi các chị mà ăn kịp ăn trung thu vì gửi 2 ngày các chị sẽ nhận. Giờ có gửi lô mới sang thì có khi nó cũng bắt nốt. Đấy các bà tưởng à. Buôn bán ấy, có lúc này lúc nọ, lúc nọ lúc chai. Lời ăn lỗ chịu ơi. Thôi. Xé nháp làm lại. Nhé xé nháp em làm lại. Toàn. Toàn mấy bà. Sang chấn tâm lý. Mấy chị mua bánh trung thu comment à, inbox lại cho em nha. Để em một là hoàn tiền. Hai đứa chị mua sang cá khô cho em. Vậy thôi mua cá khô cho em đi. Chứ các chị không mua cá khô cho em là thôi. Em hoàn tiền các chị là em ra em làm homeless đấy. Các chị ạ à, các chị không mua cá khô cho em rồi các chị đòi lại tiền là em đi làm homeless. Em làm homeless đấy mấy chị. Nha. Mà cái vấn đề khốn nạn là em đã in cái label đấy ra rồi. Một cái label này, ví dụ cái đơn này của bà Leng này này, bà này là 13 pound. Đơn của bà này là 20 mấy đồng tiền ship. Tất cả những cái này đã xuất bill vì đã thấy là thùng hàng đến xuất bill rồi. Thế là thôi. Ôi anh Joseph Cao Ân ơi, nó bắt của em thùng bánh trung thu rồi anh ơi. Đống bill này toàn hoàn đơn. Không biết nó trả phải bao nhiêu tiền. Thôi buồn rồi các chị. Không ship được các chị buồn rồi. Đi về đây. Đi về đây. Từ Việt Nam chuyển sang bà này. Con chuyển bánh trung thu Như Lan từ Việt Nam sang bà này. Chuyển bánh trung thu Như Lan từ Việt Nam sang. Tuần trước thì qua một thùng chất lọt. Tuần này thì ăn toang. Tuần này thì ăn cám. Tuần này thì ăn cám. Tuần trước chuyển 3 thùng, 2 thùng lạp xưởng, 100 gói và một thùng bánh trung thu 34 chiếc, 36 chiếc thành công. Thế là thành công sau 2 ngày, khách chốt đơn đặt một thùng là 68 cái mắt. Mấy chục cái chai bắt luôn. Thôi. Thua keo này ta bể keo khác các bà. Làm ăn là vậy đó. Không phải lúc nào cũng hanh thông đâu mấy bà. Khép cái tàu lá chuối lại. Dạ con lạy mẹ chân con dài. Các mẹ trẻ các bác mẹ bảo con ngồi thế này. Ngồi thế này cái bụng mỡ nó cấn. Nó dồn lên ngực các bà hiểu không. Tôi để cái chân như này thì cái bụng mỡ này nó sâu sâu lên ngực này. Tôi tắc thở. Bánh trung thu của tôi bị bắt rồi tôi còn bị tắc thở nữa tôi chết. Cho phép tôi ngồi thế này. Bán hàng online là vậy đó. Mạo hiểm tiếc lắm. Tiếc hèn. Tiếc chứ anh. Quá trời tiền luôn anh. Tiền phí ship của cái đống bánh này nó mắc hơn tiền mua bánh. Phí ship tiền bánh mắc hơn tiền mua bánh. Nhớ mấy bà. Thôi. Đi về. Buồn. Buồn. Buồn lắm. Buồn lắm mấy bà. Bye bye cả nhà. Đi về.